Quỳnh. Vâng, mình là Hân đây. Thì mình biết là sẽ có một số anh em khi chơi cái tựa game mới này thì các bạn chứ không thể nào nắm bắt được game này chơi như thế nào. Nhưng mà một số anh em đã từng chơi nhiều tựa game kiếm hiệp rồi thì nhìn rất là dễ. Và video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em mới chơi một số cái gọi là nên làm để có thể nhận được ép chip hoặc là có thể có những món đồ dễ dàng. Đầu tiên mình nói bằng em chip đi, level luôn luôn là một cái rất là quan trọng. Level luôn luôn là một cái rất là quan trọng. Ở đây là phó bản, thì phó bản bốn cái này thì nó sẽ cho các bạn những thứ gì. Đầu tiên là nó sẽ cho các bạn những cái mảnh. Khi mà đánh chết con này nó sẽ có những cái thưởng thường là những cái mảnh, những sổ tay sao á. Này bảo quay đây, cái này là nhận, cái này là nhận KNB quái vàng á. Phong thần đài nó sẽ nhận cho các bạn những cái cục nổ phách, tàn mạc chi lực. Còn cái này là nói chung là những cái bản này ngày nào các bạn cũng nên đi. Tiếp theo là khi mà các bạn mới chơi game thì mình biết là các bạn sẽ nhìn nó hơi bị rối mắt. Các bạn nhìn nó sẽ bị gọi là rối mắt, các bạn không biết cách làm như thế nào để nó đỡ rối, đúng không ạ? Đây mình sẽ các bạn một cách rất là dễ. Các bạn có thấy chiếc mạnh lên ở đây không? Rồi trời, mở chiếc máy nè, mạnh lên thì nó sẽ có những cái thứ mà giúp các bạn, nó các bạn, nó sẽ hướng dẫn các bạn làm cái gì cái gì. Hộp cái thứ hai là bạn ấn qua đây hàng ngày. Nơi đây là nơi nhận em chip của các bạn. Thì bữa giờ mình có lơ là không chơi một hai ngày. Các bạn mà lỡ mà cứ quên đó, cứ dạng như bữa nào mày làm biến á, thì các bạn có thể tìm lại ở đây. Về tìm lại thì thường thường là 0 giờ sáng mỗi ngày sẽ tìm lại, về tối nay tìm lại không quá 2 ngày. Các bạn sẽ tìm lại bằng ngọc khó hoặc là bằng vàng. Anh em nào có điều kiện thì tìm lại bằng vàng khó, ngọc khó. Còn anh em nào mà không có điều kiện thì cứ vàng mà lấy thôi. Thì ở đây các bạn có thể thấy phía trước góc, phía bên trên là nó sẽ có, phía bên trên là nó sẽ có cái gọi là 14 giờ nè, các bạn thấy không ạ? Thì các bạn nên mua cái này cho mình. Đây, các bạn nên mua cái thằng tiêu phu nhân thiền này cho mình. Mình biết là tối đa thường thường là mỗi một game luôn là thường thường là 20 giờ. Vậy các bạn muốn tăng em ship cũng như là có đồ hay là level nhanh thì các bạn nên làm những cái hoạt động ở đây. Đây mà những bác quái mê trận là nhiệm vụ tuần tiên nè. Mấy cái này là level cao nó mới mở, hiện tại mình level chưa cao. Đó, các bạn có thể làm những cái nhiệm vụ nhẹ nhàng như thế này đó, rất là nhiều luôn, làm cắm đầu chó luôn các bạn. Chỉ có làm những cái đó các bạn mới có thể gọi là nâng level rất là nhanh thôi. Về các bạn biết mình đang ở đâu không? Ở đây là sẽ gồm có boss thế giới nè, boss cá nhân nè, cấp địa. Cấp địa này thì nó sẽ không có thời gian, nó không có điểm nữa nha các bạn. Bình thường mình chơi nó sẽ có những cái cột điểm, những cái cột điểm đó là dạng như từ 0 đến 100, nó chạy hết cái cây đó hoặc là quấn chấm được con boss con quái nó sẽ cộng thêm điểm. Còn cái đây thì nó không có như vậy. Cái này là nó không có cái đây danh sách nè. Ở đây nó chứ không có thời gian mà nó sẽ có cho bạn 4 lượt, không cần biết muốn con gì cho bạn 4 lượt đánh. Nó rất là hiền diệu như các bạn. Nó chứ không có dạng như là nó chứ không có dạng như là 100 điểm rồi mình đánh quái nó cộng là điểm là từ một con quái mấy chục điểm gì đó, một con boss mấy chục điểm. Thì hiện tại mình không có nạp nên mình khuyên các bạn luôn là nếu mà nếu như các bạn muốn whip á
thì các bạn cần phải có cái cục này, cái cục kích hoạt VIP nè, và nó cho các bạn 45 cái đạo cụ này, là một cái là nó cộng được 8 8 chứ 10 80. Các bạn lên thẳng VIP 4 luôn rồi giờ ạ. Và nếu như mà các bạn không kích được cái màu VIP VIP 2 này để lên nó sáng màu á, thì cái VIP của bạn nó vô dụng. Và cái kích hoạt VIP này nó tương đương với giá trị là 360. 360 thì tương đương với lại 360 thì tương đương với lại 120.000. 120.000 các bạn có thể gọi là có được một cái VIP 4. Sau khi các bạn mua xong cái sau khi các bạn mua cái quý tập 4 này, sau khi các bạn mua cái quý tộc này thì các bạn cần phải kích cho nó sáng lên, chứ không phải đơn thuần là nó cho các bạn miễn phí, các bạn thậm chí nó cho các bạn miễn phí thì cái cục này nè, quý tộc Bảo Châu này, các bạn nói đạo đâu ghê cục đó, các bạn đương nhiên là phải bỏ tiền hay đổ máu. Cuộc sống thì có một câu, không làm mà đòi cái ăn thì không ăn được cái gì, nên các bạn cũng đừng có gọi là buồn nữa, thì các bạn chơi chay đi, chả quan trọng cái cục VIP đó đâu. Cái VIP nó chỉ tăng lên một cái lỗ vậy thôi à. Mình không chả quan trọng à, chơi giải trí thôi các bạn. Mình cũng đổ máu nhiều game lắm rồi, mình cũng không muốn đổ máu nữa. Máu ở đâu nữa mà đổ các bạn. Anh em nào về chơi nhiều tụi game thì cũng phải biết. Mình là ông chùm trong những cái làng mà gọi là phá làng phá xóm mà. Ủa sao cái đao kia 2 sao mày lại... Cái đao kia 2 sao mà sao sao lại đưa cái đao này lên nhờ? Đàm ngũ hành. Ok mày, không yên tâm. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ ghép 3 sao một cái món đồ gì đó đi. Nhưng mà hiện tại là mình chưa gỡ đồ được nên cũng không quan trọng lắm. Thì ở đây ghép đồ 5, bậc 5 thì nó tỷ lệ là 100%. Còn đồ bậc 6, 7 thì mình chưa biết, vì căn bản mình chưa mặc được. Bây giờ anh mặc được thì mình sẽ ghép cho các bạn coi. Và nói về cái chuyện mà... Đây, tiếp theo là phần kích bội. Sao các bạn biết tại sao mình lại nhét cái đồ đó không? Căn bản mình nói là mình muốn chỉ cho những bạn nào chưa chơi, chưa biết chơi cách để ghép đồ nè một nè. Tiếp theo là phần kích bộ, cái này như là nó kích mấy cái cục. Cái này hình như là kích mấy cái dòng này nè. Nó đương nhiên là mình nhìn là mình hiểu rồi, nhưng mà cái cuối cùng là mình muốn nhận được đó là một cái gì các bạn hiểu không ạ? Đó chính là sau khi mình muốn kích xong 7 món thì mình muốn biết được lần này nó ra cái gì. Nó có ra trang bị. Nó không có ra ngồi trang gì vậy. Chán gì? Ồ vậy là xong rồi hả? Kích hoạt xong 7 lần mà nó không ghé gì hết hả? Ờ à, nó bỏ được cái này nè các bạn. Nó không cho mình trang bị, nó không cho mình ngồi trang các bạn. Nó chỉ kích lên rồi nó mở ra cái ấy thôi. Không sao. Cái này nó còn phải full set. Và nói thiệt với các bạn luôn là nếu như các bạn muốn kích full set này á thì các bạn không cần phải mua đồ năm đâu. Đồ năm chẳng qua là để quánh boss nó dễ dàng hơn một chút xíu thôi, chứ nó thẳng các bạn luôn là phải up. Các bạn up full set 7, full set 8 nữa là nó sẽ tổng kích luôn những cái set còn lại nha các bạn. Các bạn hiểu mình nói không ạ? Đây. Như cái bây giờ các bạn mặc một chiếc đồ thoát tinh hay là lục hợp đi nè. Mặc full hết cho mình 6 bay sao full. Lại đương nhiên là các bạn chỉ có kích full luôn những cái còn lại. Nhưng mà có một cái mà anh em cày chay trong game này rất là khổ. Game này nó sẽ không có kho ban. Nó không có kho ban thì đồng nghĩa với việc nó không có kho ban thì đồng nghĩa với một việc, đó chính là các bạn không thể nào mà có thể cho nhau mượn đồ kích bộ được. Không mượn đồ kích bộ luôn thì đương nhiên, nhưng một chuyện là các bạn chỉ không thể nào mà có thể gọi là mạnh bằng những người nạp tiền được. Thậm chí là bạn thua rất là xe luôn, vì căn bản là bạn không có nào với tới được. Ngọn cỏ đi đường thôi mà làm sao tới được mày nha các bạn. Cách tốt nhất là các bạn phải tự lập, tự sinh tự diệt.
Game này căn bản không nạp tiền thì cũng chơi được, nhưng mà nạp tiền thì chơi có kinh khủng. Như các bạn có thể thấy là đây, bạn mình nó chơi không biết bao nhiêu ngày, nhưng mà thằng bạn mình nó chơi không biết bao nhiêu ngày, nhưng lượt chiến của nó thì phải nói là 18 triệu 18 triệu năm. Mai chơi thì mình sẽ tới mỗi ngày của nó, mình sẽ review cho các bạn coi. Không biết nó làm gì mày, đồ nó sáng sáng xịt xịt. Nhưng mà game, những game trước mình chơi thường là đồ xịt xịt, cái này là cần mấy cái bậc chín nó mới xịt xịt được. Cái này nó mới cấp bậc 7 mà nó cũng xịt xịt, xịt điện thấy ghê quá. Điện hoàng này nó chu me chứ mới có, nó chưa chu me luôn hả? Ở đâu nó chu me ba món các bạn, nó chu me ba món rồi. Áo này là áo gì đây? Nói chung là cái áo này nó có chữ tiên, nhưng mà mình nghĩ là sau này nó sẽ có độ 4 sao 5 sao gì nữa. Đây nè, không đơn giản chứ là 3 sao chỉ xịt gì đó đâu. Và hình như nãy giờ mình đã hướng dẫn cho các bạn cái phần mà làm nhiệm vụ để tăng kinh nghiệm, sau đó là ghép đồ, kết bộ, thì hình như là cũng không còn cái gì gọi là khó khăn nữa. Các bạn có thể gọi là khó khó hiểu nữa, thì chỉ cần các bạn định ra một con đường, đó là đầu tiên là nhiệm vụ, làm nhiệm vụ, lỡ mà sau này mà cứ lỡ làm nhiệm vụ nhiều quá mệt á, tìm lại cho mình, quay ngày mai tìm lại quên đồ á. Cái thứ hai là ghép đồ. Cái thứ ba là cường hóa, thì ghép đồ đương nhiên với chuyện những cái chuyện của những cái món đồ mình sẽ chỉ cho bạn. Đầu tiên là cường hóa 10, full 7 món 10, 7 món 10, 7 món 20, 7 món 30 thì nó sẽ cộng được cái ấy, nó sẽ hiệu quả hơn. Tiếp theo là chua me nè, các bạn thấy không? Các bạn nhìn nha, đừng các bạn đừng nghĩ độ năm mà nó yếu. Nói thiệt các bạn luôn, độ năm mà mình chua me 7 món thì nó cũng gọi là ngang ngang với lại độ 6 7. Nói thiệt. Anh em chơi người ta chơi người ta chơi độ 7 độ 8 nó thì với các bạn luôn, độ năm chua me lên thì nó cũng chả cái gì gọi là yếu hết. Đó là điều căn bản mà nếu như mà anh em mình chơi nhiều game kiếm hiệp thì anh em sẽ hiểu cái thứ mà mình đang nói. Nếu bị chu me một món năm thì đương nhiên như đương việc các bạn chu me một món 7 đi, một món 7 với bằng 2 món 5 hoặc là 3 món 5 gì đó, bởi vì căn bản đế cái đế nó chu me đầu năm thì nó rất là dễ rẻ đó. Nên các bạn nếu mà các bạn cày cháy thì các bạn có thể đi con đường của mình nói sai đầu năm. Đế chu me mình nhớ không lầm rồi, đế chu me nó sẽ nằm ở đâu á, trong cấp địa nè hay mất cái nhân thì nó chia ra những cái đế. Nhưng này này nó không có rồi, nhưng mà nếu đá chu mè nó dễ kiếm thì thằng bạn mình nó đá full 7 món, nó đá full 7 món chu mè làm gì nó mới có 3 món vậy được. Hôm nào mình lạc nó mình coi mình hiểu các bạn ơi. Ok, thì đó là phần ghép đồ, phần thứ ba là phần công giáp. Cái này là kích bộ đó, gọi là kích bộ đây, thì các bạn có thể gọi là kích giống mình, hoặc là các bạn kích từ từ lên, hoặc là các bạn cứ vô trong chợ. Trời lâu lâu thấy đấu giá nhiều nháo nhào trong đây nè. Các bạn có thể mua, các bạn thấy không ạ? Đồ thất tinh nè. Đó bậc 8 nè. Các bạn có thể mua bậc 8 đi cấp 300 các bạn mặc vô rồi các bạn ghép lên 3 sao. Sau đó các bạn có thể gọi là mặc vô xong 7 món các bạn kích bộ phát là từ bậc 1, bậc 3, 4, 5, 6, 7, 8 luôn. Đỡ mất công tốn thời gian các bạn ngồi các bạn nhấn nút từ từ. Ok, bây giờ mình nghĩ là mình xin tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại bạn những video sắp tới. Ok, bye các bạn.